ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Nga-Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ năm ngày 11 tháng 4. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong ngày hôm qua. Bắt đầu ngay với Bovomaiske, khu định cư thuộc tiền tuyến Andiska. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tương đối dài, sau các cuộc giao tranh cực kỳ khốc liệt, quân đội Nga đã chính thức chiếm đóng toàn bộ khu định cư, đánh bại quân đội Ukraine cũng như ép lui người Ukraine ra khỏi thị trấn. Chúng ta có video xác nhận luôn cho điều này. Video này được xác định nằm ở khu vực ngoại ô phía tây khu định cư. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy cây cờ mà quân đội Nga giương lên. Tất nhiên sẽ không có sự xuất hiện của quân binh Nga trong video vì họ chỉ vừa mới chiếm được khu định cư. Sẽ rất nguy hiểm nếu như dám đi ra bên ngoài do chắc chắn máy bay không người lái của quân Ukraine vẫn đang bay vòng quanh khu vực để tìm kiếm cơ hội tấn công. Ngoài ra, sự kết thúc của trận chiến cho Bovomaiske sẽ lại là khởi đầu cho một trận chiến khác, chính là trận chiến cho Netanyahu. Trước khi chúng ta có được video kiểm chứng trên thì còn một số thông báo khác từ phía quân đội Nga. Họ đưa lên một vài bức hình cùng với tuyên bố rằng hai lữ đoàn của quân đội Ukraine có mặt ở mặt trận này đã bị đánh bại và buộc phải rút lui về phía Netanyahu cũng như về phía khu vực cánh đồng. Câu hỏi của chúng ta đặt ra lúc này là liệu người Nga sẽ dừng chân ở đâu? Liệu đến đâu thì họ mới tổ chức các quãng nghỉ để bổ sung lại lực lượng hay họ vẫn sẽ tiếp tục dấn sâu hơn nữa trong thời gian tới? Nếu như bạn hỏi ý kiến của mình cho rằng quân đội Nga trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ chưa dừng lại. Tại sao lại như vậy? Vì họ cảm nhận được rằng khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian quân đội Ukraine suy yếu nhất. Do chắc chắn họ sẽ cố gắng giành lấy nhiều vùng lãnh thổ nhất có thể. Ví dụ như là toàn bộ khu vực cánh đồng nằm giữa Nevesky và Bovomaiske trong 2 tuần tới hoặc ít hơn. Việc chiếm được các cánh đồng ở đây trên thực tế là rất quan trọng. Do đó sẽ mở ra khoảng trống tác chiến cho lực lượng Nga. Vậy nên họ có thể đánh về bất kỳ hướng nào mà họ muốn. Trong đó có một hướng mà ta cần để tâm đến chính là đánh xuống phía đông nam để tiếp cận Krasnohorivka. Tại sao lại như vậy? Trong bản cập nhật lần trước, chúng ta đã thảo luận về đợt tấn công trực diện của quân đội Nga ở khu vực định cư này, cũng như phân tích xem người Nga đã xuyên thủng tuyến đường sắt để mở rộng được một phạm vi kiểm soát ở phía bên trên thị trấn như thế nào. Việc quân đội Nga tăng cường hoạt động quân sự ở khu vực phía nam khu định cư chắc chắn sẽ khiến cho quân đội Ukraine buộc phải điều động thêm quân chi viện tới. Do đó, trong bối cảnh hiện tại thì hai cung đường tiếp tế ở phía trên này dẫn đến Krasnohorivka càng chứng tỏ được vai trò quan trọng của chúng. Đầu tiên là tuyến đường bắt đầu từ Zeklandure dọc theo cung đường giao thông, còn thứ hai là từ Zoryane dọc theo các hồ chứa nước. Chừng nào mà quân Ukraine còn có thể sử dụng hai cung đường tiếp tế này thì chừng đó quân đội Nga sẽ không thể giải quyết được Krasnohorivka một cách dễ dàng. Đây chính là lý do vì sao mình nói người Nga cần phải chiếm được khu vực cánh đồng phía trên để dấn sâu hơn xuống phía dưới, do chắc chắn họ sẽ cần phải có mặt ở đâu đó đường kẻ này để ít nhất là với hỏa lực lên tuyến đường giao thông và cắt đứt nó. Từ đó ngăn chặn và khả năng sử dụng cung đường của quân đội Ukraine hoặc ít nhất là giảm thiểu. Đối với cung đường thứ hai thì sẽ hơi khó khăn cho quân Nga vì nếu như muốn cắt đứt nó thì họ chỉ có một cách duy nhất là đẩy thẳng như thế này. Vậy nên sẽ hơi nguy hiểm và có thể sẽ là phải hao tổn khá nhiều quân lực. Dù sao thì chỉ cần quân đội Nga cắt đứt được cả hai tuyến đường tiếp tế thì Krasnohorivka sẽ tự động sụp đổ. Mình nghĩ kể cả có là khó khăn như người ta nói thì họ vẫn sẽ giải quyết được thôi vì đây đâu phải là cung đường tiếp tế đầu tiên mà họ cần cắt đứt. Người Nga sẽ phải làm việc này rất nhiều lần, ví dụ như là họ đã từng cắt đứt tuyến đường nối liền Lysychansk với Bakhmut trong cuộc chiến cho Bilohorivka. Tiếp nữa là hai tuyến đường 00506 và 00504 ở hai hướng Bắc và Nam Bakhmut trong chiến dịch nhắm vào chính thành phố này. Đối với Avdiivka thì người Nga cũng đã từng cắt đứt tuyến đường dẫn đến thành phố từ Avdiivka và Lastokhine. Vậy giờ họ chỉ cần thực hiện lại những gì đã từng làm với hai khuôn mẫu cũ và chiến thuật cũ. Chúng ta đã đem lại cho quân đội Nga rất nhiều thành quả trong quá khứ và giờ tiếp tục ra quả trong tương lai. Giờ thì hãy cùng thảo luận lại những diễn biến ở Nam Krasnohorivka một lần nữa. Chúng ta có rất nhiều video ở đây và có thể chia ra làm nhiều loại. Đầu tiên là các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga nhắm vào khu dân cư phía bên dưới đường sắt. Đây chính là công tác chuẩn bị và ngay khi kết thúc thì lập tức quân Nga đã thực hiện một đợt tấn công trực diện. Video này thì chắc bạn đã xem rồi. Một chiếc xe tăng giống như con rùa của quân đội Nga dẫn đầu đoàn xe với vai trò là như kiểu là để hứng chịu tất cả những hỏa lực từ phía quân đội Ukraine. Dù sao thì lực lượng Nga cũng đã tiến được vào phần này của khu dân cư một lần nữa. Ngoài ra thì họ còn xuyên qua đường sắt và có mặt ở đây.
chúng ta cũng có luôn video xác minh vì thế mình đã thay đổi hệ thống bản đồ. Trong video này, chúng ta có thể thấy một đoàn xe tăng Nga đang thực hiện đợt tấn công. Họ di chuyển qua nông trại rồi và tiến vào con phố Vatutina. Đây chính là phố Vatutina trên hệ thống bản đồ. Rồi sau đó chiếm được tòa nhà đầu tiên nằm ở cuối con phố. Đây chính là nó, được gọi là tòa nhà số 15. Chưa hết, ngay sau khi video này được đưa lên thì lực lượng Ukraine ở khu vực này chịu trách nhiệm cho các đợt phản công cũng như đã tăng lên những video của chính họ. Họ thực hiện các đợt pháo kích cùng với máy bay không người lái, không chỉ nhắm vào những chiếc xe bọc thép bị bỏ lại được quân đội Nga sử dụng để tiếp cận những căn nhà, mà họ còn nhắm vào cả các tòa nhà của khu vực này, bao gồm tòa nhà số 15, số 13, số 11 và những tòa nhà ở phía đối diện con phố. Dù vậy, dù rằng tình hình đang khá phức tạp và chưa thể xác định chính xác vùng kiểm soát của quân Nga, ta vẫn có thể lờ mờ đoán rằng người ta trong hôm qua đã chiếm được một vùng lãnh thổ như thế này và hiện tại họ đang cố gắng củng cố thêm vị trí của mình. Sau toàn bộ những video trên thì đến hiện tại chúng ta vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ một tin tức gì mới ở khu định cư này. Các mapper cũng đã thay đổi hệ thống bản đồ của họ, còn các chuyên gia thì cũng đã bắt đầu đưa ra một vài suy đoán cá nhân. Dù sao thì mọi thứ đối với chúng ta vẫn đang khá rõ ràng. Quân đội Nga sẽ đẩy xuống dưới từ trên này để tiếp cận cung đường tiếp tế cũng như họ sẽ tiếp tục áp lực mạnh hơn nữa ở khu vực phía Nam trong thời gian tới. Rõ ràng là quân đội Ukraine sẽ phải rút lui và bỏ lại Krasnohorivka. Nếu như họ đủ thông minh, họ đã từng bị nhét vào trong một cái nồi hầm đến 2 lần. Một là ở Bakhmut và hai là ở Avdiivka. Vì thế mình không nghĩ họ sẽ để cho lần thứ 3 xuất hiện, nhưng biết đâu được, đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Trước khi đến với những tin tức khác thì mình muốn cho các bạn xem lại hình ảnh xe tăng con rùa của quân đội Nga, do có thể là bạn chưa xem. Đây chính là nó. Như bạn có thể thấy, chiếc xe tăng này được bao bọc bởi những tấm khiêng rất dày với một mục tiêu duy nhất là khả năng chịu đựng của nó. Quân đội Ukraine đã cố gắng dội hỏa lực vào trong suốt quá trình nó di chuyển. Tuy nhiên, nó không hề hấn gì. Sau đó thì toàn bộ đoàn xe này rút lui an toàn. Đây là video thứ hai và nó cho ta một góc quay khác. Rất nhiều máy bay không người lái đã lao vào chiếc xe tăng con rùa này, nhưng chắc chắn là chỉ đủ để gãi ngứa cho nó mà thôi. Mọi thứ đến thời điểm đó thì vẫn còn rất thú vị. Tuy nhiên, có vẻ như do quá hưng phấn với chiến thắng mình vừa giành được với loại xe tăng kiểu mới này mà quân đội Nga đã phạm phải một sai lầm tương đối chết người. Khi chiếc xe tăng con rùa quay trở về căn cứ, các quân binh Nga đã quay video về nó và phát tán lên khắp các trang mạng xã hội từ Telegram cho đến Twitter. Vấn đề là ở khung hình này, quân binh Nga quay video này lúc đó đã vô tình để lộ phần mái che của kho chứa. Đối với người thường như chúng ta thì tất nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu như bạn hoạt động trong đơn vị trinh sát hoặc là tình báo thì chỉ một chi tiết nhỏ như thế này cũng đủ để xác minh vị trí xem kho chứa này nằm ở đâu. Do đó, chỉ khoảng 30 phút sau khi video này được đưa lên, quân đội Ukraine thành công phát hiện ra kho chứa này và họ ngay lập tức tấn công bằng tên lửa HIMARS, khiến cho toàn bộ kho chứa cùng với chiếc xe tăng bị phá hủy. Kho chứa ở đây trên hệ thống bản đồ. Đây là một tổn thất không đáng có của quân đội Nga, họ sẽ cần chấn chỉnh lại điều này. Dù sao đi nữa thì họ cũng đã đạt được rất nhiều bước tiến mới ở Nam Krasnohorivka. Diễn biến ở mặt trận này đang khá thú vị, vì thế chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi những tin tức mới. Phải nhắc lại một lần nữa, mục tiêu của quân đội Nga trong thời gian tới chắc chắn phải là tiếp cận cung đường tiếp tế này. Chúng ta có một video ở đây nằm ở ngay gần giao lộ. Một chiếc xe cơ giới hạng nhẹ của quân đội Ukraine có thể là đang mang theo tiếp tế di chuyển về hướng Krasnohorivka thì bị quân đội Nga phát hiện, dội hỏa lực vào và phá hủy hoàn toàn. Vậy người Nga trên thực tế là đã thiết lập được những quyền kiểm soát nhất định lên cung đường bằng hỏa lực của họ. Và họ càng tiến gần đến cung đường thì tổn thất mà quân đội Ukraine phải chịu khi sử dụng cung đường là càng lớn. Câu hỏi tiếp theo mà chúng ta sẽ cần phải giải đáp là tại sao quân đội Nga đột nhiên lại sử dụng xe tăng con rùa để tấn công? Thực ra câu trả lời rất đơn giản. Nếu như mọi người còn nhớ, trong những bản cập nhật lần trước, chúng ta đã thảo luận rất nhiều về khu vực này. Khu vực phía đông Krasnohorivka cũng là khu vực có rất nhiều tòa nhà cao tầng. Do đó, hiện chúng ta đang được quân đội Ukraine sử dụng để lắp đặt các vị trí tên lửa chống tăng, máy bay không người lái hay các thiết bị giao tiếp những tòa nhà cao tầng này là những công trình quá hoàn hảo để quân đội Ukraine tận dụng và phóng hỏa lực của họ về khu vực cánh đồng và tuyến đường sắt. Vì thế, quân đội Nga trong suốt thời gian qua đã liên tục dội hỏa lực vào khu định cư và nhắm chủ yếu vào khu vực phía đông này. Ngay khi nhận ra quân đội Ukraine ở đây đã phải chịu tổn thất đáng kể và cố gắng khôi phục lại các vị trí chống tăng, người Nga quyết định là sẽ sử dụng thêm xe tăng con rùa để có thể đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ đạt được những bước tiến cụ thể khi phát động tấn công. Và thực tế là như vậy. Hỏa lực ít đòi của quân Ukraine không đủ để phá hủy chiếc xe tăng vào lúc đó. Quân đội Nga thành công xuyên thủng phòng tuyến ở đường sắt, thành công mở được phạm vi kiểm soát ở phía bên trong các khu vực dân cư. Di chuyển đến khu vực phía bên dưới, nếu như thu nhỏ dần bản đồ, chúng ta sẽ thấy những video được đưa lên rải rác khắp nơi.
Đây đều là các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga, và trong đó bao gồm cả pháo kích và hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS. Có vẻ như quân đội Nga đang muốn khiến cho quân đội Ukraine ở mặt trận này cảm thấy bối rối. Việc họ không kích hỏa lực vào toàn bộ mặt trận có thể là vì họ không muốn cho quân đội Ukraine đoán được mình sẽ tấn công ở đâu. Có thể sẽ là một đợt đẩy bất ngờ nữa với xe tăng con rùa ở Novomykhailivka để chính thức đánh sập toàn bộ khu định cư. Nhưng đó cũng có thể là Vodiene hoặc Vuleda ở phía biên giới. Cũng có thể là người Nga sẽ đồng loạt tấn công ở tất cả mọi hướng để không chỉ một khoảnh khắc sụp đổ toàn bộ tiền tuyến ở đây. Hãy cùng chờ đợi vì khả năng chúng ta sẽ tiếp tục nhận được những video khá thú vị trong 72 giờ tới. Di chuyển đến tiền tuyến Odessa, trong hôm nay thì chúng ta không có quá nhiều tin tức đáng chú ý mà chỉ có các video cho thấy máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công vào khu vực nằm giữa Novobakhmutivka và Berdychi. Tuyến đường này giờ đã bị hỏa lực của quân Nga kiểm soát, đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine sẽ không còn có thể sử dụng nó trong tương lai để phục vụ công tác hậu cần được nữa. Khu định cư này sẽ sụp đổ rất sớm thôi. Trong tuần trước, người Nga đã liên tục công kích hỏa lực vào khu dân cư nằm ở khu vực giao thoa giữa hai tuyến đường sắt, và đến hôm nay thì họ lại tiếp tục làm như vậy. Những dấu hiệu này đang cho chúng ta thấy rằng khả năng rất cao là sớm thôi, quân đội Nga sẽ phát động một đợt tấn công trực diện trên mặt đất với mục tiêu là chiếm đóng toàn bộ khu dân cư này cũng như là đến gần Ocheratyne hơn. Tại sao lại như vậy? Vì trong bản cập nhật hôm qua, chúng ta đã cùng thảo luận về những bước tiến rất đáng kể của quân Nga ở phía đông và đông nam Novokalinove. Khả năng cao hiện tại thì các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra, chỉ là các video chưa được đưa lên mà thôi. Những chiến dịch này giống như là những phần nhỏ trong chiến dịch lớn hơn. Mục tiêu trước mắt của người Nga chỉ cần tiếp cận được tuyến đường giao thông này. Nó là tuyến đường chính nối liền các khu định cư ở đây. Do đó trong trường hợp quân Nga mở rộng phạm vi kiểm soát của họ lên thêm một khu vực như thế này thì chắc chắn mọi thứ sau đó sẽ dễ dàng hơn cho họ rất nhiều. Di chuyển đến mặt trận Bakhmut, khi cả hai phe vẫn đang tiếp tục cuộc chiến cho Chasivya, khu dân cư Khana vẫn đang bị quân đội Nga dội hỏa lực gần như là 24/7. Mọi thứ đều đang nằm trong tầm ngắm của họ và tổn thất của quân đội Ukraine đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Cường kích Su-25 của người Nga vẫn đang hỗ trợ cho quân binh Nga trong quá trình tấn công. Quân đội Ukraine không có bất kỳ loại vũ khí gì có thể đem ra để giải quyết những vấn đề này. Thứ duy nhất họ đang làm bây giờ là vào lúc này chính là cứ lần lượt đưa thêm từng toán quân mới đến để làm chậm các bước tiến của Nga. Với cái giá phải trả chính là mạng sống của những quân binh này. Một điều nữa mà bạn cần phải chú ý đến chính là khu vực này của Chasivya. Quân đội Nga trong khoảng thời gian qua, bên cạnh khu dân cư Kana ở phía bên kia con kênh, thì họ còn dồn rất nhiều hỏa lực của họ vào khu vực này. Vì thế mình nghĩ rằng tất nhiên tỷ lệ không cao lắm, nhưng có thể quân đội Nga đang ý định thực hiện một mũi tấn công như thế này. Nếu như họ thực sự làm được điều này và mở được phạm vi kiểm soát ở đây, thì họ sẽ không cần phải chiếm khu dân cư Kana. Đây sẽ giống như là một chiến dịch đường ống giúp cho ta từng được chứng kiến ở Odessa. Thế bao vây sẽ được thiết lập và mọi thứ sau đó sẽ sụp đổ rất nhanh như chúng ta đã từng được chứng kiến. Lực lượng Ukraine khả năng cao là lúc đó cũng sẽ phải tháo chạy khỏi Chasivya một cách rất nhanh, có thể giống như cách họ đã tháo chạy ở Odessa. Đối với Bohdaniuska, trong hôm nay các mapper tiếp tục cập nhật cho biết quân đội Nga đang tiến sâu hơn, tuy nhiên chúng ta chưa có video xác minh nào, vì thế hệ thống bản đồ được giữ nguyên. Di chuyển đến mặt trận Sivers, chúng ta có một video rất thú vị ở khu vực đường sắt dẫn về VMK. Video này cho thấy một đợt tấn công của quân đội Nga, nhưng thực ra nó là đợt tấn công của phe nào thì cũng không quan trọng, mà quan trọng ở đây là các quân binh trong video đã được sử dụng xe máy để tấn công. Đúng, 4 quân binh Nga lái hai chiếc xe máy tiến thẳng về phía dãy chiến hào ở ngay bên cạnh đường sắt. Họ di chuyển nhanh đến mức quân đội Ukraine còn không nhận ra được mối nguy hiểm. Sau khi đã tiếp cận dãy chiến hào, các quân binh này lập tức lao vào, phát động giao tranh và đã thành công đạt được mục đích. Từ đó mình cũng đã thay đổi hệ thống bản đồ. Người Nga đang ngày càng tiến gần hơn đến VMK. Tiếp tục là các video thú vị nữa đến từ Bilohorivka. Quân đội Nga trong hôm qua đã thành công mở được một phạm vi kiểm soát ở bãi đổ rác. Và chúng ta có video xác nhận cho việc này cùng với cập nhật từ các mapper. Điều ta cần chú ý là video này đã được đưa lên từ tối hôm qua, tức là khả năng cao cho đến giờ thì người Nga còn đã mở rộng hơn nữa vùng chiếm được của họ ở con đồi. Ngoài ra thì những video cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các công sự ở phía nam bãi đổ rác vẫn tiếp tục được đưa lên. Vậy mình nghĩ rằng chỉ từ 1 cho đến 2 ngày nữa thì chúng ta có thể thay đổi toàn bộ bãi đổ rác là thành màu đỏ. Vì không thay đổi thì thôi, chứ một khi quân đội Nga đã có mặt ở ngọn đồi thì họ sẽ tiến công rất nhanh. Thêm nữa là các nguồn tin thông báo rằng lữ đoàn không phận số 81 ở đây thậm chí còn không thực hiện bất kỳ một đợt phản công lớn nhỏ nào. Do đó có vẻ như họ hiểu rằng việc chiếm lại ngọn đồi là không thể, cho nên đã đến lúc để gói ghém đồ đạc và rút lui về những khu định cư ở đằng sau. Với việc người Ukraine không còn giữ được ngọn đồi, việc họ đã đánh mất luôn cả Bilohorivka là điều chắc chắn.
Mặt trận Siversk khả năng cao cũng sẽ là một trong những mặt trận nóng nhất trong thời gian tới sau khi Bihorivka sụp đổ. Đối với tiền tuyến Kubian thì chúng ta chỉ nhận được một video duy nhất ở khu vực Terni cho thấy quân đội Nga thành công phá hủy một chiếc xe tăng Leopard. Thời gian qua thì Leopard đã biến mất trên chiến trường và giờ thì bỗng nhiên chúng quay trở lại. Mình còn không nhớ lần gần đây nhất mà một chiếc xe tăng Leopard bị phá hủy là khi nào nếu không tính lần này. Có thể là do tình hình ở tiền tuyến đang khá đáng báo động nên quân đội Ukraine mới quyết định sử dụng chúng một lần nữa. Các hoạt động xây dựng công sự xung quanh thành phố Kharkov cũng như công tác sơ tán người dân vẫn đang được quân đội Ukraine thực hiện. Khả năng cao là những công sự này cũng chẳng hề giúp ích được gì nhiều cho Ukraine nếu như quân đội Nga thực sự đánh vào thành phố. Chúng ta nhận được một chuỗi video liên quan đến máy bay không người lái của quân đội Ukraine ở khu vực biên giới mà mình muốn bạn chú ý để vị trí của chúng. Nếu như không xem kỹ thì bạn có thể nói đây chỉ là một đợt công kích thông thường mà thôi. Trong video này chúng ta còn có thể thấy một vài hệ thống tên lửa phóng loạt cùng với các thiết bị kỹ thuật đang di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác. Thực ra nếu phân tích kỹ thì ta có thể đưa ra kết luận rằng quân đội Nga đang điều động thêm lực lượng ra khu vực biên giới và những chiếc máy bay không người lái này của quân đội Ukraine không đơn thuần chỉ là để tấn công mà chúng còn đóng vai trò trinh sát để giúp cho người Ukraine tìm hiểu xem liệu lực lượng Nga đang được tập trung ở đâu. Từ đó họ có thể đoán được mục tiêu của quân đội Nga trong thời gian tới nếu như quân Nga thực sự kích hoạt một chiến dịch mới ở khu vực này. Thực ra mình nghĩ là quân đội Nga sẽ không mở được một chiến dịch mới trước ngày lễ phục sinh mà là ngày 5 tháng 5 và ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Nhưng biết đâu họ sẽ bắt buộc làm điều này vì họ lo sợ rằng nếu để quá lâu thì những công sự mà quân đội Ukraine xây dựng được sẽ quá nhiều và chúng có thể gây ra trở ngại lớn. Người Ukraine chắc chắn sẽ đầu tư cực kỳ nhiều lực lượng và tiền bạc để có thể xây dựng các hàng rào phòng thủ một cách nhanh chóng và nhiều nhất có thể. Vậy trường hợp họ ép cho người Nga phải kích hoạt một chiến dịch mới sớm hơn về kế hoạch ban đầu là sau khi ngày lễ phục sinh và ngày chiến thắng không phải là điều không thể xảy ra. Một vài tin tức nữa đến từ khu vực Sumy. Video đầu tiên cho chúng ta thấy một hệ thống radar của quân đội Ukraine bị phá hủy. Tiếp theo là các bức hình cho thấy vụ nổ từ một đợt tấn công bằng bom FPV và cuối cùng là bức hình phân tích các đợt tấn công tên lửa của khu vực này. Những hàng rào phòng thủ cũng đang được quân đội Ukraine xây dựng ở đây và hãy cùng chờ xem chúng có thực sự giúp ích cho họ hay không. Chúng ta đến với những tin tức cuối cùng, một trung tâm quân sự ở Zaporizhzhia đã bị tên lửa của quân đội Nga tấn công và bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó ở đây, có cả nhà máy sản xuất máy bay không người lái, hải quân cùng với doanh trại huấn luyện quân binh. Ở khu vực Kriviri, có vẻ như quân đội Ukraine hiểu rằng không có điện thì họ sẽ không thể làm được gì, do đó đã quyết định đưa thêm các hệ thống tên lửa S-300 đến gần khu định cư này để bảo vệ nhà máy phát điện ở đây. Tuy nhiên, đáng tiếc là chính hệ thống S-300 này cũng đã bị người Nga phát hiện và bị phá hủy mất rồi. Đây chính là nhà máy phát điện Kriviri trên hệ thống bản đồ. Giờ thì với việc đã không còn được phòng không bảo vệ, kể cả quân đội Ukraine có khôi phục được nhà máy thì quân đội Nga sẽ lại phá hủy nó một lần nữa mà thôi. Tin tức tiếp theo đến từ Moscow. Con trai thứ hai của Tổng thống Joe Biden, luật sư Hunter Biden được Liên bang Nga đưa ra kết luận là đã cấu kết cùng với công ty ở Ukraine và có dính líu trực tiếp đến đợt tấn công khủng bố ở nhà hát Krakow. Vậy là người Nga vẫn đang trong quá trình lần theo dấu vết để xác định xem đâu là bên đứng ra chi trả cho các tổ chức khủng bố để chúng thực hiện đợt tấn công. Ai là người đã gửi tiền từ công ty này đến công ty khác và từ công ty đó đến tổ chức khủng bố rồi đến tay những tên khủng bố. Cuối cùng, một vài nhà báo quân sự gần đây thông báo rằng quân đội Nga đang có ý định thực hiện một đợt huy động mới trong tháng 5. Tuy nhiên, về sau các kênh tin chính thống dù rằng không chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc huy động cũng như là bác bỏ thông tin này. Họ nói rằng hàng tháng thì lực lượng vũ trang Nga vẫn đang quy nạp thêm khoảng 30.000 quân. Con số này đã là đủ, vì thế hiện tại họ chưa cần nhiều hơn. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.